chợ về mà không quất cây mưa là má nhìn không ra. Sáng ngày mới về chợ mà chưa bán gì đâu, nhà bài ra mà không quất đám mưa về thôi. Cú hẻo luôn. Hello, chào cả nhà đã đến với kênh Chính Vlog. Hôm nay Chính Vlog chia sẻ món ăn gia đình nha. Hai con gà mái, quay nước mía, đây một ly nước mía, hành tỏi, cá hú kho tiêu, đó, một con cá hú kho tiêu. Cá hú kho tiêu ăn kèm nè. Rau sống, rau thơm, rau quế, rau đắng, rau má, cải con. Đó, cá chê kho tiêu. Có người yêu cầu mình kho dùm nồi kho cá chê nha. Đây, cá chê kho tiêu. Xương nấu canh súp lơ. Đây, súp lơ trắng, súp lơ xanh, cải thảo. Đó, 1 kg lưu xương nấu canh. 1 kg cá chê kho tiêu. Khách yêu cầu kho dùm. 2 con gà, đó, gà mái. Gà mái vàng ôm rất ngon nha, gà có trứng luôn nè. Đó, gà có trứng luôn. 2 con gà mái, 1 con cá hú kho tiêu, kho dạng như mình kho nước sạch sạch hơn chứ phải kho khô nha, chấm rau nha. Bây giờ chính bắt tay vào bếp. Bây giờ mình ốp cá nha. Đây là cá chê, cá hú mình cũng sơ chế sạch sẽ nha. Hai muỗng cà phê nước màu, bên đây nhiều hơn thì 3 muỗng nha. 2 nước màu nữa, nhà mình tự thắng luôn nha, mình không có mua. 2 muỗng bé bột ngọt, 2, bên đây cũng vậy, 2 muỗng bé bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường, bên đây 2 muỗng lưng nha, bên đây nhiều hơn 2 muỗng lưng, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1, 2, 3. Bên đây 4 muỗng nha cả nhà, bên đây nhiều hơn 1. 2 3 4 muỗng canh nước mắm. 1 muỗng hành tím băm nè. Bên đây cũng vậy. 1 ít gốc hành lá đập dập cho nó thơm nha. Gốc hành lá đập dập cho nó thơm. Mình trộn cho thấm đều. Cái này mình để qua đây cho nó thấm nha. Mình cũng trộn cho nó đều, thấm đều luôn. Cho nó hòa quyện với nhau nha. Đây. Đó, cái đầu cá hú mình cho nó nằm trên. Cái thịt mình để nằm dưới cho nó thấm. Ai mà thèm thèm quất ức mỡ này là tới công chuyện luôn nha. Giờ mình ốp con gà. 2 con gà quá ngon. Cắt ra làm tư nha. Mình ốp cho nó thấm. Làm 8 luôn đi nha. Cánh ra cánh, đùi ra đùi. Mình không có ăn cẳng cánh nha, cẳng cánh mình cắt lại hết, mình không có lấy cẳng cánh. Mình ép bằng muối tôm Tây Ninh nha. Đó. 1 muỗng muối tôm, 1 muỗng canh muối tôm. Đó, 1 muỗng canh nữa thôi. Còn 1 ít nước mắm mình cho vô luôn. 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng bé bột ngọt, 1 ít hạt nêm, 1 gói ngũ vị hương cho nó thơm, 1 muỗng hành tím băm, 1 muỗng tỏi băm. Là mình massage cho nó thấm đều, cho nó hòa quyện với nhau nha. Ngũ vị hương nha, thơm quá cả nhà ơi. Gà ru ti nước mía nha cả nhà. Đó, rất là ngon luôn. Để cho nó thấm đều nha. Hết 7/7 luôn.
giờ mình để đây. Bây giờ nước sôi mình cho xương vô. Cái này là mình nấu bằng nước dừa cả nhà. Đó. Rất là ngọt luôn, xương ngọt, nước dừa ngọt. Đây là mình kho cá hú nha. Cho nó thấm đều hai mặt. Bên này mình cũng chở luôn nha. Bây giờ chín cho nước dừa vô nha. Chín lật lại cái nữa nè. Cho nó thấm đều hai mặt hết. Giờ mình cho nước dừa vô nè. Sắp sắp mặt cá thôi nha. Cái đầu mình giảm lửa nhỏ nè. Riêu 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 cho nó giúp vô miếng cá. Cho nó thấm đều hai mặt luôn nha. Cả nhà thấy chín kho cá chở có gãy đâu. Đó. Nghĩ lâm ba đa luôn không gãy nữa. Cho nó thấm cái mình cho nước dừa vô. Cho thêm một ít nước nữa. Cho nước sắp sắp cho mình kho cho nó sắc xuống nha. Ok. Nhà cá hú mình cho chút xíu đường nữa ok nha. Chút đường cho đậm đà. Đó, cái này mình kho sạch sạch giấm rau mới hấp dẫn nha. Ít lá ớt vô nè, cho nó ít hành lá lên. Tới câu chuyện luôn. Mình đã thay một thông chảo cá nha, một muỗng cà phê tỏi, hành tím băm vô hết rồi. Cho hành tỏi thơm nha. Giờ mình nêm cái nồi canh cho nó thấm vô xương. Một muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 ít muối cho nó thấm vô xương cho nó đậm đà. Quá trời ngon luôn. Giờ hành tỏi thơm mà cho gà vô luôn. Một chảo luôn. Đó. Cho nó săn thịt cho mình cho nước mía vậy nha. Hết sảy và bảy luôn. Súp lơ nè. Súp lơ trắng, súp lơ xanh. Hai bông, bông trắng, bông xanh. Tăng tóc lên cho nó mau sôi. Cái gà xăng mà cái mình cho nước mía nha cả nhà. Gà đã xăng, một lon nước mía chắc không đủ, mình thêm nước dừa thêm nha.
Cho nó ngập mặt nước dừa luôn. Chở nè. Trên nhà thấy chín kho cá chín chở đâu có bể ra thấy không? Giờ mình cho cải thảo vô rồi. Nếm cho nó vừa nha. Cho một muỗng cà phê hạt nêm. Đó, mình nếm lại cái nữa nha. Nó canh rất là ngọt luôn. Ok. Cho hành lá cho nữa là xong. Đó, tiếp theo tắt lửa luôn. Gà giờ mình chở cho nó thấm đều. Đó. Mình đã thành công món gà. Ok, chính nó thành công món ăn gia đình nha. Đó, cá chê kho tiêu, cá chảo cá chê hấp dẫn luôn nè. Xương nấu canh súp lơ, gà quay nước mía, cá hú kho ăn kèm một xài rau dưa leo chuối già sống nè. Đó, ăn nó dẻo dẻo, nó cũng sắp chín rồi. Kính thưa các loại rau, đó chính mời cả nhà nha, cả nhà chờ chín giây lát nha. Vợ chồng chính mời cả nhà ăn bữa cơm hoành tráng với vợ chồng chính nha. Đây, cái món này có người yêu cầu chính kho cá hú, kho tiêu, chấm rau rồi nha. Đây, bữa nay chính kho cá hú nè, một dĩa cá hú kho. Cái này tiêu không phải tiêu mà lạc không phải lạc, nó kẹo kẹo để chấm rau nè. Nước nè, đó. Quá đã. Cái nước nó vừa không có tả được. Đây là gà mà quay nước dừa, là rau ti nước dừa, là xưa nay chính rau ti nước mía, gà rau ti nước mía. Đây, canh xương súp lơ, đó súp lơ xanh súp lơ trắng luôn nha. Đó, thêm cái này nữa màu mè cho nó đẹp nè. Đó, súp lơ nè, súp lơ nè. Đó, xanh thì ít mà trắng thì nhiều. Đó, bây giờ thấy xương không, không thấy súp. Kèm thêm nữa một xề rau. Cái này cả nhà biết gì không? Chuối này chuối già xanh mà chuối sống ăn dịu dịu ngon lắm. Chứ thấy cái mầm rau là chính khoái rồi đó. Có rau nhỏ nhỏ này cả nhà, cái rau này ngon lắm phải không? Cái con cái con thêm này một chảo cá chê kho tiêu này là mình kho cho khách nha. Đó, cái này là khách yêu cầu mình kho nha. Cái này mình trình bày để chứ mình có ăn nha. Chính mời cả nhà cùng dùng món này. Món này ngon nè, mắm cải còn với dai cả nhà, dưa leo rồi nó thơm thơm với mùi nước mía đó cả nhà. Chuối già xanh, thứ gì chịu nổi. Rau má ngon thì nghe nha, cái nước dừa ở vậy mà không bằng nó luôn nghe nha. Cái nước anh nói anh cho cái nước nước này béo, nước nó sạch sạch chấm dao cũng ngon. Nước vừa ăn đã quá nhỉ. Bốc cho chín cái muỗng nhỏ chín canh cho anh Tâm nhé. Có không? Không không, anh chan canh. Anh canh hả? Có nhờ. Mang cái nhà mua gà tre cái nhà nấu nha cả nhà. Mình canh. Cái nhà hấp nước mía thử rồi thì cả nhà. Quá đã. Thơm ngon. Đậu dụ nó giọt cuối cùng. Nó thơm thơm cái mùi nước mía nó kẹo kẹo lại đó cả nhà.
tưởng không ngon mà ngon không tưởng nha cả nhà. Ruộng gà tre cái thịt nó dai đó cả nhà. Bữa nay mình đi làm về mình nghe ở nhà bà chả hù bảo đi chạy quýu rồi, thấy chuyện mua chạy quýu rồi. Bảo thiệt cái hù gì chạy quá thì chạy luôn. Bảo này cái nước cá này chấm ra là hơi bị bắt nha cả nhà. Dài gái kêu kêu bà chả mang nghỉ bán đi, bảo lớn quá nghỉ bán đi mà bảo mưa đâu chứ còn mình đây ảnh hưởng thôi. Ừ, cải chút lơ là đã lắm nha cả nhà, ngọt lắm, khoái cái cải này cả nhà, rồi nó ngọt, ăn chưa? Tới con chuyện thiệt, răng một miếng vô hút cái nữa thôi, không ngon tới giọt cuối cùng luôn. Đi chợ về mà không quất cây mưa là má nhìn không ra. Sáng ngày mới về chợ mà chưa bán gì đâu, nhà bài ra mà không quất đám mưa về thôi. Cú hẻo luôn. Mình thấy cái tô canh này là mình kết rồi. Mình chính ăn linh sợi dao đó, mình linh này sợi dao á. Mình chưa già nó chắc không? Không. Dẻo dẻo ngon. Cái cục, cục to thế. Cục lại. Em muốn ăn cục mỡ mà cái. Có, em có cái cục mỡ mà. Cục nó to quá. Có cục mỡ. Cục lại. Bự quá. Nhiều không? Mình thì mình không phải ăn nạc cả nhà. Phát mã cũng ấm nhầm. Không, vậy mà không mập nổi nha. Lúc có bò không có đợt lên được 6 mấy ký. Rồi bắt đầu cái nó ve lại. Lúc xong mấy cái lại nhà bán thụ á. Đi bán lúc đó là 65 66 kg rồi á. Tại anh ấy làm biếng ăn sáng á, còn đi bán với mình là mình bắt phải ăn. Nấu cho nhịn. Chưa về phải ăn nhiều. Giờ đi làm mà làm biếng ăn. Ở đây thì mình ăn, để mình ăn hồi trưa vậy, ăn có miếng cơm ăn nhiều ăn không vô nổi. Nhà con bà xã nấu thì còn ăn nhiều nhiều chứ còn chính nấu ăn vừa không vậy. Trưa mình ăn có miếng một à. Đựng cơm nấu đậu đậm đà ăn không nổi. Nói chung mình đấy béo mình rồi ngồi đó mình rồi. Ảnh hưởng thôi chứ cũng không có gì mấy. Mưa thì cũng như là mưa hoài đó cả nhà, mưa lâu tạnh vậy thôi. Cái con này. Cái con giao dắp nè. Cái con này hả cả nhà. Còn mình kho mắm này, kho hơi kẹo kẹo hả cả nhà. Kêu bà Út mua mắm mà Út có mua đâu. Chấm một cái nha cả nhà, ăn tới nách luôn.
mình khoái mắm kho rồi à. Chứ còn con mắm mà ăn mà trứng ăn mình cũng khoái. Chấm kho, chấm rau đậm đà. Giờ cái nhà kho hả? Kho 3 ngày cũng ăn nữa. Còn mình ăn hoài. Một cái cánh này. Ăn riết mà bà xã đem đi bỏ luôn. Nếu mà còn để là ăn hoài. Gà quay nước mía phải nói là đậm đà. Cái nhà thấy lạ lạ làm ăn thử coi cả nhà. Nó lạ chứ nó ngon chứ không phải là dở nhàng. Ngon thơm rất là thơm. Mình phải đổi món cả nhà. Qua đã. Bữa nay ăn ngon quá tạm ngưng video. Chính là tạm ngưng video. Cả nhà thấy bữa ăn hôm nay ngon thì tôi chính được đăng ký mình ta phải like mình ta trái. Còn bình luận mình dưới chính chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ, sức khỏe thật nhiều. Bye bye. Hẹn cả nhà clip sau.